Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Rạng sáng ngày 31 tháng 3, tổ công tác của thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng đoạn giáp ranh giữa huyện Ba Vì Hà Nội và huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc đã phát hiện một tàu hút đang chở cát theo hướng đi Việt Trì Phú Thọ. Cảnh sát sau đó đã ra hiệu lệnh để kiểm tra. Thời điểm này trên tàu có 2 người, cả hai đều không xuất trình được giấy chứng nhận chuyên môn, hóa đơn chứng từ của hàng hóa và các giấy tờ khác liên quan tới phương tiện. Ngoài ra phương tiện này còn không kẻ gắn biển số, không có số đăng kiểm. Kiểm tra tàu, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu này còn chứa cát trên hai khoang, bên mạn trái có hệ thống hút cát. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc về công an huyện Ba Vì Hà Nội để điều tra làm rõ. Trước đó, cục cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp với công an địa phương trên tuyến sông Hồng, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và các địa bàn giáp ranh gồm Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương xử lý nghiêm các vi phạm khai thác cát lậu, giải quyết tận gốc, không để tình trạng phạt cho tồn. Ngày 31 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thời gian qua liên tục tiếp nhận 4 trường hợp bỏng do bóng bay hydro phát nổ. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt, cổ, cánh tay. Theo các bác sĩ, bóng bay hydro được bày bán ở nhiều nơi như cổng trường học, các điểm vui chơi giải trí, đền chùa hoặc dùng để trang trí các sự kiện, lễ hội. Nhưng ít ai biết rằng chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, người cầm bóng bay hydro cần tránh di chuyển đến nơi có sự thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột, như tránh mang bóng từ ngoài trời vào trong phòng kín, không để bóng trong ô tô hoặc gần vật phát nhiệt như bếp, nến, đèn, không dùng lửa để cắt dây buộc bóng ra khỏi chùm. Ngày 31 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết trong 3 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 1.600 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó vi phạm không đội mũ bảo hiểm là hơn 1.000 trường hợp. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đã và đang tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông cho từng lứa tuổi học sinh, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho học sinh. Với những trường hợp học sinh vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý, biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón học sinh vi phạm tại các tuyến gần khu vực trường học. Đêm 30 tháng 3 và rạng sáng ngày 31 tháng 3, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã hóa trang kết hợp công khai phát hiện tạm giữ 52 đối tượng, 41 phương tiện có hành vì lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Các đối tượng này đi từng đoàn, một số đối tượng còn mang theo hung khí như côn ba khúc, gậy sắt, dao, phóng lợn và rú ga gây mất an toàn giao thông trên đường phố thuộc các tuyến đường như Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Lê Duẩn, xã Đàn, phố Huế. Trong quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng phải bảo đảm quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn cho người dân, tổ công tác và chính đối tượng vi phạm. Qua điều tra, công an phát hiện 2 vụ việc, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật là hung khí.